Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 37. Y nguyện cứu người. Trong khoảng thời gian hòa thượng ở một phần, phàm có người bị bệnh nan y tới cầu, và nếu họ thành tâm tức sẽ được cảm ứng, đều được mãn nguyện. Như bà Trương Lý Thị, hơn 40 tuổi, bị chứng nôn mửa đã 4 năm. Bà đi nhiều thầy nhưng không hiệu quả. Nghe nói hòa thượng trị bệnh diệu kỳ, bà dội đến chòi quỳ bái cầu cứu. Hòa thượng giải thích tường tận đạo lý làm người và nguyên do căn bệnh của bà. Bà bèn sám hối, kiên thành niệm Phật. Từ đó, bà ta mỗi ngày đảnh lễ hòa thượng. Trải qua 21 ngày, bà không uống thuốc mà hết bệnh. Ở vùng Nhị Đào Câu, phía sau thôn Bình Phòng, có bà họ Trương bị bệnh tay chân tê liệt đã 3 năm. Nghe nói hòa thượng trị bệnh linh nghiệm, bà đi xe đến trước chòi xin được chữa bệnh. Hòa thượng nói, tôi không hiểu y học. Nếu bà muốn khỏi bệnh, chỉ có thể dựa vào lòng thành và phải sửa đổi hướng thiện, đồng thời ăn chay và niệm Phật, tất sẽ có cảm ứng. Bà ta nghe hòa thượng khai thị, cung thỉnh một tấm hình hòa thượng để thờ trong nhà, mỗi ngày đều lễ bái. Qua 100 ngày sau, bà được lành bệnh. Sau đó cả nhà bà đều đến quy y, phát nguyện cúng dường Tam Bảo, dốc lòng làm việc thiện. Tại thôn Bát Gia Tử, có ông Đái Quốc Hiền bị bệnh phổi bất trị. Quá tuyệt vọng, ông cầu hòa thượng cứu mạng. Hòa thượng dạy ông chí thành xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và phát nguyện không sát sanh, ăn chay. Ông Đái Quốc Hiền hoan hỷ tín thọ. Hòa thượng quán đảnh cho ông. Ông cảm thấy thân tâm thanh lương, mát mẻ, tinh thần sảng khoái. Từ đó, ông quy y Tam Bảo cùng kiên thành trì tụng chú Đại Bi và không ngừng xưng danh hiệu Quán Thế Âm, nên ông đã được lành bệnh như nguyện. Ông Dương Phụng Nghi ở đồn Đông Tỉnh Tử, cả nhà đều quy y hòa thượng. Con ông Phụng Cửu, em ông Phụng Nghi bị bệnh nặng. Phụng Cửu quỳ trước bàn Phật đảnh lễ cả một tuần lễ, cầu hòa thượng cứu cho con ông. Một ngày nọ, ông mộng thấy hòa thượng tới, cho đứa con một viên thuốc. Ông Phụng Cửu tỉnh mộng, đứa nhỏ quả nhiên lành bệnh. Do đây mà nhiều bà con thân hữu của ông đến quy y Tam Bảo. Lúc hòa thượng thủ hiếu bên mộ mẹ, thì có một bà bệnh nhân tìm tới. Đang thời hòa thượng còn để tóc dài chấm lưng. Ngài bèn cắt mớ tóc đó cho bà làm đầu tóc giả, nói: bà giữ đầu tóc này và nhớ niệm Phật, tức bệnh của bà từ từ sẽ khỏi. Sau đó bà ta được lành bệnh. Có một em bé đang chơi dưới đất, bỗng bị con rết chui vào lỗ tai. Sắc mặt bé biến sắc trắng nhợt, em bé ôm đầu la khóc không ngừng. Người nhà lập tức bồng bé chạy đến tìm hòa thượng. Ngài bèn niệm chú Quân Tra Lợi Bồ Tát cầu gia hộ, và em bé mới không hề hấn gì. Ha ha ha, 问什么的说